Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với loạt bài hướng dẫn Java cơ bản của Blog Studying Share. Mình là Việt. Ở bài hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách hiển thị thời gian, tức là cách lấy thời gian ở trong Java. Tại sao chúng ta lại cần cái này? Ví dụ thế này, chúng ta muốn tính toán cái độ thời gian thực hiện của một 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 công việc nào đấy, một phương thức nào đấy hoặc một đoạn lệnh nào đấy, thì chúng ta sử dụng các hàm thời gian để lấy cái thời điểm chúng ta bắt đầu và sau đấy lấy cái thời điểm kết thúc chúng ta trừ nhau. Thì cách lấy thời gian ở trong Java thì có thể lấy theo millisecond hoặc nanosecond. Một cách nữa đấy là chúng ta hiển thị cái thời gian theo hệ thống. Ví dụ như các bạn thấy ở góc trái của góc phải bên dưới của màn của máy tính thì nó có thời gian của hệ thống. Thì khi mà chúng ta thực hiện cái đoạn lệnh đấy ở trên server hoặc trên máy local thì nó sẽ lấy cái hàm thời gian của cái máy đấy. Thì ví dụ như thế này, đây là cách hiển thị. Ví dụ như khi chúng ta mà tạo một cái teapot ở đấy thì ở cuối ở cái hàng ở cái phần cuối cùng, cái phần cuối cùng của cái file teapot thì chúng ta hiển thị ra này, hoặc là thêm một chữ là created by hoặc là modify hoặc là như nào đấy thì nó hiển thị ra, thì làm cho cái report của chúng ta thêm cái phần formal, tức là nó chuẩn hơn và nó sẽ dễ theo dõi cái thời gian mà chúng ta cập nhật vào cái file report đấy. Thì đấy là tác dụng của cái hàm thời gian. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách cách lấy thời gian theo ba cách này. Ở đây tương tự như các bài trước thì tôi đã tạo một cái class là time demo với một phương thức main ở đây. Thì chúng ta sẽ đi nghiên cứu vào cái việc đầu tiên, đấy là việc lấy thời gian theo millisecond. Thì ở trong 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 Java thì nó có một cái đối tượng gọi là system, thì nó chứa rất nhiều thông tin ở trong này. Thì ở đây chúng ta sử dụng cái hàm của nó gọi là hàm System current time millis. Thì đây là cái hàm lấy thời gian theo millisecond và giá trị trả về của nó là một số 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 long. Thì chúng ta sẽ dùng một biến long start như này bằng để cái thời điểm bắt đầu và ở cái thời điểm cuối, ví dụ như cũng thế, tức là end bằng system chấm current đây như này. Thì đấy là cái cách. Rồi xong đấy chúng ta sẽ hiển thị ra system chấm out chấm ring như này. Long end to the start. Đây là cái cách mà chúng ta sẽ đo cái thời gian. Thì trong cái việc code của các bạn thực tế thì ví dụ như các bạn là muốn đo thời gian thì các bạn lưu cái khoảng cách, tức là cái hiệu end to the start, end to the start này thì bằng một cái biến ở đấy thì các bạn sẽ lưu lại cái khoảng thời gian. Ví dụ như khi các bạn làm về các thầy thuật, các bạn muốn đo đo độ phức tạp của cái thầy thuật cùng một cái đầu vào một đầu ra thì đo thời gian như nào, thì các bạn dùng những cái này để đo, để so sánh. Thì đây là cái cách. Thì ở đây tôi chỉ minh họa một số cái dòng lệnh cơ bản. Ví dụ như là tôi sẽ làm một cái đơn giản như này thôi, for int i bằng 0 chấm phẩy i nhỏ thu 1000 chấm phẩy i cộng cộng, ví dụ như này, thì cho nó tăng thực hiện lên lên 1000. Thì tôi chả làm gì cả thì thực hiện thử nhá. Ví dụ vậy thì đây nó hiện ra không, bởi vì là cái thời gian nó quá 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 nhanh thì nó không 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 phân biệt khoảng cách. Thì bây giờ cách làm chúng ta để mình muốn phân biệt đấy là chúng ta đặt một cái bây giờ các bạn cứ làm theo để hiểu đã. Ví dụ như này, tôi đặt một cái jacket này thì là một cái bắt ngoại lệ ở trong Java, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn ở các bài sau. Ví dụ như này, tức là đặt cái chai đây, trong này chúng ta sẽ cho sử dụng cái hàm sleep. Sleep thì cái hàm sleep là cái hàm gì? Sleep là cái hàm cho cái chương trình tạm dừng khoảng tầm bao nhiêu millisecond đấy. Đơn vị của cái hàm sleep này là millisecond. Thì ví dụ như bây giờ nếu mà tôi cho ở đây có 1000 vòng lặp thì nếu mà đặt 2 millisecond thì tổng cộng thời gian sẽ là 2000 millisecond. Thì 2000 millisecond là tương đương với 2 giây. Thì giờ các bạn sẽ xem. Các xem ở đây nó sẽ hiển thị ra khoảng chấp xỉ 2000 hoặc hơn 2000. Ví dụ như này, đây ví dụ như các bạn sẽ thấy ở đây, tức là nó hiển thị ra là 2017, có nghĩa là 2 giây 17 ms. Thì đây là cách tính thời gian về millisecond ở đây. Thì nó rất đơn giản, chúng ta lấy cái thời gian bắt đầu của cái đoạn lệnh đấy và cái thời gian kết thúc của đoạn lệnh đấy. Thì sau đây chúng ta sẽ sử dụng cái này để tính thời gian, để tính thời gian của cái chương trình này. Thì đấy là cách tính thời gian về ở đây là lấy thời gian theo millisecond. Thì đấy là cái cách của chúng ta thực hiện.
Thì đó là cách đầu tiên. Tiếp đến là tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm thế nào để lấy cái thời gian theo theo nanosecond. Nanosecond. Thì cái việc lấy nanosecond thì tương tự như cái hàm của current time millisecond này, thì chúng ta cũng sử dụng một cái phương thức của system. Thì để đơn giản, chúng ta sử dụng luôn cái biến start và end start bằng system.nano. Từ đây các bạn sẽ thấy cái hàm nano ở đây, tức là cái hàm nano long này, nó là hàm nano time này, nó sẽ trả về cũng một kiểu giá trị long. Thì ở cái hàm này sẽ nó cho phép chúng ta lấy thời gian của hệ thống theo nanosecond, nano time và n bằng system.nanotime như này. Thì chúng ta cũng in ra cái này. Thì để phân biệt thì chúng ta sẽ cộng cộng vào đây một cái chuỗi như này. Các bạn chú ý là ở đây cái cách làm này là chúng ta cộng một cái sâu và một cái biến số. Thì nếu các bạn không đặt trong một cái dấu móc như này thì nó sẽ hiểu là chúng ta cộng cái biến n này vào đuôi, sau đấy lại một phép trừ thì nó sẽ báo lỗi. Thì các bạn nên chú ý cái này, tức là chúng ta sẽ mi cộng với đóng mở ngoặc bao đóng cái hiệu này. Thì đấy là cái cách làm chúng ta. Bây giờ chúng ta chạy cái thử thời gian chờ đây 2 giây ví dụ như này. Các bạn sẽ nhìn thấy đây, tức là cái đoạn bên trên là cái đoạn mà về nanosecond nhé, thì hơn 2 giây 36 ms nhé. Còn cái nano thì như các bạn cái đoạn lúc đầu chúng ta làm ấy, thì ví dụ chúng ta cho một vòng lặp 1000 nhưng mà nó vẫn hiển thị ra 0 millisecond là bởi vì nó quá bé. Nhưng mà với nanosecond thì hai cái lệnh này thực hiện liên tiếp nhau, mặc dù nó chỉ thực hiện việc ghép thời gian, xong rồi ghép thời gian tiếp, thì nó vẫn chênh nhau là 1812 nanosecond. Nanosecond là 10 mũ trừ 9 và ở 2 10 mũ trừ 9 10 mũ trừ 9 một giây. Thì sau này chúng ta thực hiện phép trừ này thì nó hiển thị ra ở đây. Thì như thế là cái nanosecond nó cho phép các bạn lấy thời gian chính xác hơn so với millisecond. Thì ví dụ như trong một số trường hợp, ví dụ như các máy các bạn cấu hình mạnh, hoặc là ví dụ như cái hệ thống cái dữ liệu đầu vào các bạn bé mà các bạn vẫn muốn tính thời gian chẳng hạn, thì các bạn dùng nano. Còn trong trường hợp mà nó lớn, ví dụ như tính theo hàng triệu record chẳng hạn, thì khi đấy các bạn mà lấy chọc vào database làm việc gì đấy mà các bạn muốn đo đếm ấy, thì các bạn nên sử dụng millisecond. Bởi vì lúc cái khi mà ví dụ tính theo hàng nghìn millisecond hoặc là theo 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 phút ấy, thì cái nanosecond nó không còn ý nghĩa nữa, nó quá bé thì chúng ta không quan tâm. Thì đấy là cái ý nghĩa. Ở đây các bạn sẽ thắc mắc là làm sao nó lấy cái này. Thì ở đây tôi giải thích như này, cái system.nanotime hoặc là system current time millisecond ở đây thì nó sẽ lấy cái thời gian của hệ thống theo một cái mốc thời gian cho trước. Tôi cũng chả nhớ rõ nó là cái mốc nào, nhưng mà bởi vì nó có một cái mốc cố định nên thành ra khi chúng ta lấy cái thời điểm thời gian của hệ thống theo hai cái thời gian khác nhau thì chúng ta trừ nhau thì nó sẽ là ra khoảng cách thời gian giữa hai cái đấy. Các bạn muốn tham khảo thì các bạn thử tìm hiểu cụ thể về cái mốc thời gian này. Mình thì chả nhớ rõ, không biết là một năm 970 hay sao, mình chắc không nhớ kỹ lắm. Thì đấy là về cách lấy thời gian theo nano và theo millisecond. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để mà chúng ta hiển thị cái thời gian của hệ thống tức là làm thế nào chúng ta hiển thị ra cái thời gian của hệ thống theo theo dạng ngày tháng năm. Để hiển thị ra một cái cấu trúc mà như tôi đã giới thiệu lúc ban đầu theo cái kiểu dạng date ngày tháng năm giờ phút giây, thì chúng ta sử dụng một cái đối tượng gọi là đối tượng date format. Nó như này, date format thì nó cho phép chúng ta quy định cái sâu chuỗi hiển thị ra. Ví dụ như chúng ta làm là date format bằng new simple date format, ví dụ như này. Thì bây giờ chúng ta hiển thị year tháng năm tháng ngày giờ phút giây ví dụ như này. Thì đấy là về về cách ấy. Xong rồi chúng ta tạo một biến date bằng new date như này. Xong đấy chúng ta sẽ sử dụng cái date format đấy để lấy cái thời gian từ cái thằng date này. Cái hàm cái lệnh mà
cái lệnh mà date date bằng new date này nó sẽ thực hiện cái việc là lấy cái thời gian thực của cái hệ thống. String day, ví dụ string day bằng date format chấm format đây, format date. Đây là tất cả những cái mà chúng ta cần. Thì ví dụ như bây giờ chúng ta muốn in ra system.out.print đây, thì các bạn thấy ở đây bây giờ nó còn báo lỗi bởi vì nó báo là không không rõ cái này là cái gì. Thì để hết lỗi thì chúng ta sử dụng cái lệnh import, import những cái đối tượng này vào. Thì bởi vì bản thân của cái thằng này chúng ta chưa import ở trên này, thì bây giờ mới chỉ có date format thôi. Thì bây giờ để import thì các bạn rất dễ dàng, đấy là dê chuột vào sẵn cái thằng chỗ báo lỗi này và các bạn click vào import ở đây là một cách. Một cách nữa là click vào bên này thì ấn vào đây thì nó cũng sẽ có một cái import ở đây. Tiếp đến là các bạn có thể sử dụng bộ phím tắt Ctrl Shift O như này thì nó sẽ hiển thị ra những cái chúng ta cần gắn update. Thì ở đây các bạn chú ý là cái date của cái thằng Java thì nó có nhiều loại, thì chúng ta dùng cái thằng đầu tiên ưu tiên date ở trong cái trường hợp này. Thế là xong toàn bộ thì tất cả nó không báo lỗi nữa, thì trên này nó thực hiện cái lệnh import ở đây. Thì ở các bài sau tôi sẽ giải thích về các import này sau. Thế là các bạn cứ làm đã. Xong đấy là chúng ta thực hiện cái việc in ra cái thằng đây này. À, đã in ra rồi. Thì để cho nó đỡ phải chờ thì tôi sẽ comment cái dòng này lại. Để comment ở trong Xclip thì các bạn ấn Ctrl và phím sượt sượt về phía trước. Thì tương tự như NetBeans thôi, nó giống nhau. Thì chúng ta chạy. Ví dụ ở đây các bạn sẽ thấy nó sẽ hiển thị ra cái thời điểm hiện nay là 2011, 10, 18, 8, 04, 55. Thì đấy là cái hiển thị thời gian mà theo cái hệ thống đưa theo cái chuẩn của các bạn muốn hiển thị ra. Thì cái việc này là nó cho phép các bạn, ví dụ như các bạn khi mà các bạn đã lấy theo cái đây này rồi thì các bạn có thể viết nó vào cuối cái file log hoặc file report hoặc bất cứ một nơi nào mà các bạn muốn lưu trữ cái dòng thời gian này. Hoặc là ví dụ như khi các bạn sử dụng database chẳng hạn, muốn muốn insert vào Oracle hoặc là insert vào trong MySQL chẳng hạn, thì khi chúng ta lấy cái hàm date rồi thì chúng ta có thể insert nó một cách dễ dàng theo 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 các cái cú pháp của SQL. Thì bài hôm nay tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách lấy thời gian của Java theo millisecond, theo nanosecond và theo hiển thị thời gian theo chuẩn của hệ thống. Thì hy vọng là các bạn sẽ nắm bắt được cái này và sử dụng nó trong quá trình coding của các bạn. Thì hẹn gặp lại các bạn ở trong các bài hướng dẫn tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.